Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh DKDB. Đã lâu lắm rồi, tụi mình cũng chưa làm lại cái series tiểu sử nhân vật. Nên để bắt đầu lại với chuỗi series này, tụi mình đã quyết định chọn Ryan Hart. Ryan Hart là một con người đã sử dụng đam mê đối kháng của mình để vượt qua hoàn cảnh nghèo đói và bước tới thành công. Người mà đã đem lại cảm hứng cho rất nhiều game thủ đối kháng ở hiện tại. Có thể các bạn sẽ thấy cái tên này khá xa lạ, nhưng anh ấy là một trong những game thủ đối kháng vĩ đại nhất từ châu Âu. Nhưng con đường dẫn đến đỉnh cao đấy không hề dễ dàng và nó phải trải qua sự cô đơn. Bởi vì khi còn là một thiếu niên, Ryan Hart là một vô gia cư, đói khát và một mình trên đường phố London. Và tìm mình đi, các bạn sẽ không thất vọng khi biết về anh chàng này đâu. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Trước khi là người giữ kỷ lục Guinness 4 lần trong trò chơi đối kháng, Ryan Hart là một đứa trẻ 10 tuổi, sống ở Croydon, một quận ở London. Và cậu ấy thực sự thích chơi Street Fighter 1 với bạn bè tại các khu arcade. Đây là nơi cung cấp một không gian xã hội dành cho những đứa trẻ có trái tim nhiệt huyết để có thể chơi cùng nhau và kết bạn. Khi đi qua một trạm xe buýt với bản chất tò mò của một đứa trẻ, thì Ryan Hart đã choáng ngợp với không gian của khu trò chơi và đã bỏ một ít tiền tiêu vặt ra để có thể trải nghiệm những trò chơi và tận hưởng ở đây. Và đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu. Khi Street Fighter 2 xuất hiện, trò chơi này rõ ràng là phức tạp hơn nhiều và cũng mang tính cạnh tranh cao hơn. Và đột nhiên mọi người đều muốn trở thành người giỏi nhất. Dù Ryan Hart không quá giỏi, nhưng anh vẫn là một người chơi trung bình. Trong những ngày đầu chơi, mọi người không thực sự thích trò chơi mà chỉ có chơi một vài game với một số người bạn của mình ở khu vực riêng. Cho đến năm 1994, giải đấu được công bố ở trung tâm London. Đây gần như là giải đấu trò chơi đối kháng đầu tiên ở châu Âu và điều đó thực sự thắp lên ngọn lửa ganh đua trong lòng mọi người. Ryan nhận được thông tin giải đấu từ một người cùng chơi với cậu. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên và chưa từng có tiền lệ từ trước đến giờ. Cho đến thời điểm đó, rất nhiều người, kể cả Hart, chỉ coi trò chơi điện tử là một cái gì đó thú vị trong quá khứ vui vẻ với bạn bè. Nhưng chiến thắng trong giải đấu cao F96 vào năm 1996 là một bước ngoặt lớn đối với Ryan Hart. Nhưng ngay khi Hart đang lấy đà trên con đường đối kháng mở rộng của mình thì đã có một biến cố xảy ra. Chủ căn nhà mà Ryan thuê để sinh sống đã trốn thuế và không trả tiền thuế. Và khi đó anh bị bắt buộc rời khỏi cơ sở cho thuê thì gia đình Ryan cũng bị buộc phải làm vậy. Ryan bỗng trở thành một người vô gia cư, một thiếu niên bỗng chốc không có một mái nhà để che nắng, đối mặt với tương lai không chắc chắn và thực sự là không biết nơi nào để có thể đi tiếp theo. Anh chia sẻ rằng đây là một quãng thời gian rất chán nản đối với anh ấy không có tiền và cực kỳ đói, và anh ấy đã thường xuyên bị phạt 10 đồng vì việc nằm dưới sàn cộng đồng. Về mặt cảm xúc, Hart đấu tranh mạnh mẽ mỗi khi cảm thấy như có ai đó để ý đến mình và anh đã quyết định bỏ đi để tự bảo vệ mình. Anh ấy cảm thấy lạc lõng giữa những người ở thành phố London. Cuộc sống thật khó khăn khi Hart liên tục bị bỏ lại một mình trong cô đơn. Đó không phải là vì Hart bị nhốt trong một căn phòng, mà anh ấy đang ở bên ngoài đường, giữa lòng thành phố và nhìn thấy mọi người có một cuộc sống thường nhật của mình với gia đình. Và khi đối mặt với việc đó thì Hart hoàn toàn cảm thấy cô đơn và trống trải. Ở thời điểm đó, Hart đã phải gửi đồ của mình cho một người bạn. Và một ngày anh quay lại thì người bạn ấy đã bán hết tất cả tay cầm, 60 trò chơi và máy PlayStation đựng trong túi đồ của Hart để lấy tiền. Vào những năm 90, khi bán lẻ những thứ đó thì nó có giá khá là tốt. Và đó là tất cả những gì mà Hart còn lại. Và bây giờ anh đang trong hoàn cảnh mà hoàn toàn không có nhà ở và việc làm. Và đó là những gì duy nhất anh còn lại. Hart chia sẻ rằng đây là một thời điểm không ai tôn trọng bạn vì hoàn cảnh của bạn mà họ coi thường bạn. Trong thời gian đó anh đã phải vay rất nhiều tiền từ bạn bè, những người tin tưởng anh, và rất may mắn là anh vẫn còn những người bạn tốt xung quanh. Có một người bạn làm đầu bếp trong nhà hàng thường xuyên nấu ăn cho anh. Người bạn này đã tạo nhiều điều kiện cho Hart lẻn vào nhà hàng vào lúc 5 giờ sáng khi nhà hàng chuẩn bị mở cửa. Và đây là thời điểm mà Hart có cho mình một bữa sáng. Về mặt cuộc sống, để tránh bị kéo xuống bởi những cảm xúc tiêu cực, Hart đã cố gắng dành rất nhiều thời gian bên những người khác. Nhưng anh ấy cũng phải chăm sóc bản thân một chút. Và đó là lúc các trò chơi đối kháng nhen nhóm vào trong cuộc đời của Hart. Đó là cách để Hart giữ cho mình thường xuyên phấn chấn lên. Anh thường xuyên ở một góc riêng trong khu arcade và tự thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở trung tâm London là một khu vực rất năng động, có người ở khắp nơi, và sau một ca trực buổi đêm,
mọi người sẽ về nhà để tránh sự bất an. Nhưng đối với những người không có nhà như Hart, thời điểm này anh chọn khu arcade để thư giãn. Mặc dù vào thời điểm đó, Hart đang chơi và tham gia các giải đấu, nhưng anh thực sự không có thu nhập ổn định. Vì giải thưởng của các trò chơi mà anh tham gia chỉ là những bộ sưu tập và có thể bán vào một ngày nào đó. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn, nơi ở không an toàn, nhiều khi Hart còn không biết bữa ăn tiếp theo của mình sẽ đến từ đâu. Bây giờ các bạn có thể nghĩ là anh ấy đang thắng giải, nên Hart sẽ giành được một suất tài trợ hoặc một điều gì đó đúng đắn. Nhưng vấn đề là các đội thể thao điện tử và việc tài trợ chưa xuất hiện vào đầu những năm 2000, và đặc biệt là đối với game đối kháng. Nhà tài trợ đầu tiên đến từ hãng Namco đã liên hệ với Hart, và những gì anh nhận được là một vé xe buýt, thẻ du lịch hàng tháng và một chiếc sandwich và thẻ chơi miễn phí tại các khu arcade. Sự tài trợ này đến từ công ty Nhật Bản là đánh dấu khởi đầu dành cho Hart. Ước mơ của Hart là được đến Nhật, bởi vì đó là nơi tạo ra hầu hết các trò chơi mà anh yêu thích. Và khi ấy anh bước sang 18 tuổi, ước mơ đó đã trở thành sự thực. Hart đã có được niềm hạnh phúc vỡ òa ở đất nước mặt trời mọc, nơi có những người thực sự giúp đỡ anh phát triển. Cộng đồng đối kháng là một nơi đặc biệt, bởi vì với anh, một người không có gì trong cuộc sống lại có thể tìm được một ngôi nhà trong trái tim mình. Hart đã đến Nhật Bản sau khi giành chức vô địch ở nước Anh ở trò chơi A-Game God Bless the Ring vào năm 1998. Phần thưởng của anh ấy là một vé tham dự vòng chung kết thế giới tại đất nước mặt trời mọc. Nhưng thật đáng tiếc là game thủ Nhật Bản quá mạnh và anh ấy đã bị đánh bại. Vào thời điểm Hart đến Nhật Bản, anh đã rất may mắn khi có một người bạn là một sinh viên trao đổi người Nhật đến thăm London, đến khu trò chơi và thi đấu với Hart. Khi quay về Nhật Bản thì người này đã kể cho cộng đồng đối kháng nên Hart được biết đến khá nhiều. Khi đặt chân đến nước Nhật, anh được 5 đến 10 người phỏng vấn và anh cảm thấy thật tuyệt vời. Như thể anh ấy được trân trọng, mặc dù ở Anh Hart chỉ là một người vô gia cư. Sau đó một người bạn đã đề nghị Hart kéo dài thời gian ở lại Tokyo và anh ấy đã đồng ý và tiếp tục cuộc phiêu lưu này. Trong chuyến phiêu lưu kéo dài 2 tháng của Hart tại Nhật Bản, anh ấy đã tham gia giải đấu thế giới KOF98 và đã giành chiến thắng. Nhưng đó không phải là tất cả danh tiếng và vinh quang. Hart đang ở một đất nước xa lạ và các game thủ Nhật đã cho anh nếm trái đắng. Anh chia sẻ rằng, tôi không biết được tại sao những người Nhật luôn đoán được trước những điều mà tôi định làm. Tại sao họ có thể biết được điều này điều kia? Cứ như kiểu là họ đang chơi đùa với tâm trí của bạn vậy. Đó là một cảm giác rất kinh khủng khi mà có một ai đó nằm ở trong đầu của bạn luôn rồi. Có thể các bạn sẽ nghĩ là đùa thôi, nhưng trận thua đầu tiên của Hart ở trên đất nước Nhật Bản là bởi một ông già đến từ một khu arcade. Đó là một ngày mà Hart thấy có một cửa hàng chỉ có một máy trò chơi điện tử quay lại với nhau, và Hart đã ngồi xuống và cho những đồng xu của mình vào và luyện tập. Thì đột nhiên trò chơi có một cái thông báo: Here comes a new challenger. Anh chàng rõ ràng là không thích và nhìn xung quanh xem là ai là kẻ thách thức mình. Nhưng vấn đề là không có một khách hàng nào ở trong cửa hàng. Hart nhìn lên và thấy ông già chủ cửa hàng đang thách thức anh. Anh đã nghĩ rằng kiểu gì anh sẽ cho ông già này biết lễ độ vì đã thách thức một nhà vô địch. Nhưng kết quả thì lại hoàn toàn ngược lại, khi anh đã bị ông cụ đá nát mông mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là một trận thua đầu tiên trong vô số trận thua của Hart khi anh ở đất nước Nhật Bản, thua hết lần này đến lần khác trước các game thủ nghiệp dư. Hart đã bị đánh đập hàng ngày, hàng giờ, trong khi là một nhà vô địch, và điều đó đã giúp anh tỉnh ngộ. Giai đoạn luyện tập vô cùng khó khăn và Hart một lần nữa nếm trải cảm giác bị cô độc. Anh ấy không thể nói tiếng Nhật và những người anh ấy biết đều ở phía bên kia thế giới. Nhưng những người hâm mộ biết Hart đang gặp rất nhiều bất lợi trước những người chơi Nhật. Mọi người đã đưa cho Hart một cuốn tạp chí chiến lược gọi là Mox. Thời điểm đó, Nhật Bản là quốc gia duy nhất phát hành Mox, hay còn gọi là tạp chí ngóc ngách về cơ bản. Thì đó là một tạp chí hướng dẫn các bạn chơi game. Và chúng có chứa mọi thứ về game như là mẹo chơi game, frame data, combo DVD, cho đến các trận đấu theo đúng nghĩa đen. Và tất cả những gì bạn cần biết đều nằm gọn trong một cuốn sách. Sau khi ăn hành từ ngày này qua ngày khác, thì Hart nhận ra đây là một cơ hội để anh có thể học tập và tiến bộ. Và để trở nên thực sự giỏi, thì những trận thua mà anh đã phải hứng chịu là một điều thiết yếu. Sau đó anh đã sử dụng khu arcade khép tiếng là ở Shinjuku. Anh coi ở đó như một kiểu võ đường và sẽ được gặp vô số đối thủ. Chắc chắn sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm khi những ngày trôi qua các đối thủ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng dần dần, Hart đã nhận ra rằng anh đang chiến thắng nhiều hơn và liên tục hạ gục từ người này đến người khác. Quy tắc mà anh luyện tập mỗi ngày là anh bắt đầu chơi từ 12 giờ trưa, nhưng vấn đề là càng về tối thì đối thủ càng mạnh.
Và nếu đến 10 giờ tối bạn vẫn có thể được ngồi chơi thì bạn là một trong những người giỏi nhất ở khu arcade đó. Hát nói rằng vì người Nhật quá giỏi nên bài kiểm tra của anh sẽ là anh sẽ có thể ở lại muộn đến mức nào. Mỗi ngày anh chỉ dành ra để chơi game và có những lúc mà Hát đã giành được 26 win streak liên tiếp. Và sau 2 tháng, visa cũng đã hết hạn và cuối cùng thì cũng đã đến lúc đứa con thì phải trở về nhà. Ngoài thời gian anh dành ra để du lịch, Hát không có nơi nào để sống. Hơn 2 năm nhờ vào lòng tốt của bạn bè và mẹ anh là cách giúp anh vượt qua. Gia đình anh cuối cùng cũng đã lấy lại được tài sản sau nhiều năm ròng rã. Hát chuyển về với mẹ và anh đã lại có phòng riêng của mình. Đó thực sự là một trải nghiệm đã góp phần giúp cho Hát trở thành một con người kiên cường hơn, người có thể sử dụng game để hòa nhập với thế giới xung quanh. Động lực của anh là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt, nhưng chỉ có tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt dành cho cộng đồng và trò chơi điện tử mới khiến anh có ham muốn thể hiện bản thân. Vào năm 2009, Hát đã đi chinh chiến hết tất cả các giải đấu game đối kháng cùng với đội thể thao điện tử đầu tiên là Lowland Lions với tư cách là người đứng đầu team. Theo thời gian, Hát bắt đầu tìm hiểu thêm về giá trị của việc xây dựng thương hiệu tuyển thủ, giá trị của việc là một thành viên trong team và những thành công vượt bậc đưa anh trở thành một huyền thoại game đối kháng của châu Âu. Ryan Hart đã giành được rất nhiều cúp trong nhiều năm. Ngoài việc trở thành game thủ chuyên nghiệp, anh còn làm bình luận viên, nhà tổ chức giải đấu, người dẫn chương trình sự kiện. Xét cho cùng, những ấn tượng như việc nắm giữ 4 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có một kỷ lục cho nhiều chiến thắng của giải đấu Street Fighter quốc tế nhất. Và điều đó đã giúp anh có thể thanh toán được những hóa đơn hàng ngày. Hát truyền cảm hứng cho thế hệ game thủ tương lai bằng cách trở thành người cố vấn. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Ryan? Khát vọng của anh ấy cũng khá là khiêm tốn. Anh ấy muốn dùng công việc của mình để giúp đỡ mọi người và nỗ lực hết mình bất kể họ đang làm gì. Hát đã chiến thắng hơn 100 giải đấu game đối kháng ở 5 châu lục trên 25 quốc gia, trong đó có 2 giải Evo. Nhưng những gì anh nhận được còn hơn thế nữa. Chiến thắng này giống như một cuộc sống thật với anh. Chiến binh lang thang Ryan Hart sẽ tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng chiến đấu của mình. Nhưng sau tất cả, anh là một huyền thoại của nền đối kháng châu Âu. Và vừa rồi là những quá khứ khó khăn gian khổ của Ryan Hart trên con đường trở thành một huyền thoại game đối kháng. Nếu anh em thấy hay, thấy giọng đọc của mình truyền cảm thì hãy nhớ để lại một like, một subscribe. Nếu thấy giọng của mình chưa được hay và cần cải thiện ở một phần nào đó thì anh em hãy để lại ở dưới phần comment để cho mình biết nhé. Và tôi là Nubi. Cảm ơn anh em đã đến với kênh DKDB. Và bây giờ tôi đã hết việc rồi. Bye bye anh em.